này là bánh bì bánh mì mỡ hành, bánh mì đặc sản Tân Châu đó, đặc sản Tân Châu đó hả? Bánh mì mỡ hành có nước cốt không chị? Có nước cốt luôn. Nhiêu một miếng vậy chị? Miếng 4.000. Dạ đây, cái này có nước cốt rồi đó hả? Cái này chưa nước cốt, này nước thịt á, mỡ thịt á. Cho em miếng nước cốt đi ăn thử. Thấy bánh mì chị nướng nóng hồi luôn cả nhà. Đó Thảo ăn thử thôi. Nói chung là rất là thơm á này, người thấy là thơm hay đó, cứ ăn thử nhưng mà người là thấy thơm. Nguyên ổ thì 7.000. Giòn rùm luôn á. Ngon cả nhà, ngon nha. Nhìn về thôi chứ rất là ngon á. Ngon à. Mẹ ta cũng quay lên một chút vậy. Dạ. Thơm ngon béo ngậy luôn cả nhà. Một miếng vậy có 4.000 à. Mình ăn 3 miếng là ngon lành luôn á. Không có bì ngán nha. Đó, cái này là mỡ hành với thịt băm hả chị hả? Mỡ hành, thịt băm. Dạ, thịt mình mỡ. Dừa. Đầy đủ đó. Đó, ổ bánh mì thì chị sẽ đôi ra. Sẽ đôi ra một miếng thì 4.000. Đó, mình nướng. Mà nguyên ổ thì chỉ có 7.000 thôi. Ổ 7.000, miếng dạ. 4.000. Miếng thì 4.000 đồng. Cũng rẻ đó chứ. Chị bán cái này được bao lâu rồi chị? Hai mấy năm rồi. Ở Tân Châu cả nhà. Tân Châu. Đặc sản của Tân Châu nha. Đây chị gánh một cái gánh vậy đi bán nè. Giới thiệu với mọi người một món ăn đặc sản của Tân Châu mà không phải. Dạ, bánh mì mỡ hành đặc sản Tân Châu mà không phải ai cũng biết đâu nha. Mặc dù là bán 20 mấy năm rồi nhưng mà chỉ có người dân địa phương mới biết. Còn khách du lịch đi tới thì cứ nghĩ là một cái quầy bánh mì bình thường thôi. Dạ. Đây thì bánh mì là người ta chẻ đôi ra rồi làm nóng này, hâm nóng lên, nướng nóng lên. Rồi mình sẽ ăn kèm với thịt bằm mỡ hành nè. Rồi chan nước cốt dừa lên, ăn rất là lạ luôn nhưng mà ngon nha cả nhà. Lạ nhưng mà ngon nha. Mọi người có dịp đi về Tân Châu thì ghé ăn thử. Chị thì chị hay gánh bán dọc dọc cái bờ kè đúng không chị? Đây là bờ kè nè, bờ kè nó chỗ thị xã Tân Châu cả nhà. Về kiếm lắm. Mấy giờ là chị bắt đầu ra? 11 giờ ra ngồi trên chỗ tiệm nước tem lỉ đặng. Dạ. Rồi khoảng 1 giờ mình gánh lên trường học Trường Long Thành là bên cái đường bên này á hả? Bên đây nè, vô này đi vô cho học đi vô đây chút xíu, đúng rồi. Dạ. Còn cái tiệm nước tây là đâu chị? Nước tây Phước Đẳng đó. À qua còn chỗ ngã tư á. Đó. Ngã tư á. Đó. Là mọi người biết cái chỗ đó đó ha. Khoảng 2 giờ thì ngồi chỗ công viên này nè. 2 giờ rưỡi thì ra cái công viên chỗ bờ kè. Tới đây. Bạn đến khi nào hết thì về. Bán dạ. 2 giờ là mình gánh về rồi. Vậy đó hả? 11 giờ ra là 3 giờ là về. Một miếng chỉ có 4.000 thôi cả nhà. Nếu mà có dịp đi về Tân Châu ăn thử nha. Một món ăn chơi nhưng mà rất là ngon. Cho em hỏi thăm chị tên gì cái? Diệu. Chị Diệu ha. Diệu. Gánh bánh mì của chị Diệu đó cả nhà. Thảo mới ăn thử một miếng rất là ngon. Chút xíu nữa ăn thêm đó. Nhưng mà để quay phim chút xíu là ăn rất là ngon. Cái này là chị bỏ trên cái lẩu cù lao cho nó nóng, cù nó sôi nè. Nóng đó. Cù lao cho nó sôi vậy á. Cái này là nhà mình làm hết luôn đó nhà hả làm. Chị hả? Đó, nhà làm hết luôn á mọi người. Nóng hồi luôn nè. Cái này là sáng mà chị làm rồi. Chưa mình gánh đi bán. Dạ. Ớt luôn hả chú? Chị ơi, người ta thích ăn ổ nhiều hơn hả chị? Thích ăn ổ. Dạ. Bánh mì mỡ hành nước cốt dừa nha cả nhà. Hồi xưa bên Hồng Ngư cũng có bán nhưng mà giờ người ta thôi bán rồi. Bà chị. Bà chị của chị hả? Bà chị. Nhưng mà giờ thôi bán rồi đúng không? Bà nghỉ bán rồi. Dạ, giờ chỉ còn ở Tân Châu thôi. Tân Châu chỉ còn ở đây thôi mà. Ồ vậy đó hả? Độc đáo ghê chứ cả nhà. Còn cái gánh này thôi đó. Giờ bây giờ càng lúc càng mai một đó rồi.
không có ai làm nữa. Còn bánh mì thịt đồ thì nó nhiều, nhưng mà bánh mì mỡ hành với nước cốt dừa này thì độc quyền đó. Ở đây thì có bánh hẹ với bánh mì mỡ hành là đặc sản Tân Châu. À vậy đó hả, chị sẽ giới thiệu hai cái món đặc sản Tân Châu. Mọi người về Tân Châu ăn gì? Về Tân Châu ăn bánh hẹ Tân Châu và bánh mì mỡ hành. Bánh mì mỡ hành của chị Diêu cả nhà. Bánh hè Tân Châu thì trong cái chợ Tân Châu rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà em thấy bánh hè đó thì chỗ nào cũng có bán mà. Có, nhưng mà này thì ít. Dạ. Đâu có riêng gì Tân Châu đâu. À, nhưng mà bánh nào lắm? Em ở Sài Gòn. Sài Gòn. Dạ. Nhưng mà bánh mì mỡ hành này thì đúng là chỉ có ở Tân Châu thôi này. Dạ. Cái này là hồi xưa thì mình nghĩ ra hay là ông bà truyền lại hay sao chị? Mình nghĩ ra mình bán. Ồ, vậy đó hả? Mình phối trộn các cái nguyên liệu lại vậy mà mình nghĩ ra cái món độc đáo vậy đó hả? À hay quá ha. Quá trời ngon luôn này cả nhà. Đó. Miếng bánh mì nước cốt dừa mỡ hành. Lần đầu tiên mà Thảo biết đến cái món ăn vặt này luôn á. Mình cứ tưởng cái món này là ở đâu ở nước ngoài chứ. Nhưng mà ở Việt Nam đó cả nhà, ở Tân Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Mọi người có dịp về Tân Châu thì nên thử cái món bánh mì này. Chỉ có 4.000 đồng một miếng thôi. Nó là món ăn đặc sản của Tân Châu. Nguyên liệu là có mỡ hành nè, thịt băm về tắp mỡ, rồi nước cốt dừa. Còn bánh mì thì bình thường rồi. Đó. Cái này là chị nướng nướng nó lên ăn nóng hổi giòn rùm luôn cả nhà. Mọi người có thể nghe cái tiếng nhai bánh mì giòn rùm luôn. Để Thảo tả một chút về cái hương vị của nó. Béo béo, mặn mặn, rất là ngon cả nhà. Chị là sẽ nướng hai mặt hả? Nướng ở dưới này cho nó giòn. Sau khi mình cắn cái ổ bánh mì cái nó giòn rùm luôn vậy đó. Mà cái này á phải ăn giòn nó mới ngon. Giòn ngon. Chứ cái ổ bánh mì mà nó bị mềm bị xìu đi là ăn không có ngon. Chị bán vài ngày trong tuần chứ đâu có nghỉ ngày nào đúng không? Dạ. Đúng không chị? Gồm cái gì trong đó chị có thể nói được hay là bí quyết của chị đó này. Dạ này thì tất mỡ với thịt bằm với hành vậy thôi á hả? Dạ đã như giống như là chị Diều có chia sẻ là cái này là tóc mỡ thịt bằm với mỡ hành thôi cả nhà, cũng có gì là bí mật hết trơn á. À, nhưng mà ăn lên rất là ngon, khi mà xào thì mọi thứ nó hòa quyện vào nhau á, và được cái là chị để thì để nó trên cái bếp lửa than nó nóng á, cho nên là ăn rất là ngon. Đặc sản Tân Châu mà muốn ăn là đáng tiếc đó nha, ăn đây rất tiền kìa. Người ta ở người ăn miếng.
ngon lắm luôn cả nhà nha. Mình cái này mấy chục năm rồi đó. Dạ mấy chục năm rồi mà không ai biết luôn á. Chỉ có người Tân Châu mới biết thôi á. Mấy ổ? Em có 2 ổ. Ổ nước dừa chứ không ổ không hành. Dạ hết luôn chị. Ôi quay bài lên luôn rồi kìa. Thảo quay luôn. Ngon lắm luôn cả nhà ơi. Thảo ăn cái mà tự nhiên bị ghiền luôn á. Đó, bánh mì nước cốt dừa không kìa. Cũng là rất là độc đáo luôn. Bánh mì nước cốt dừa không á, chan nước cốt dừa không nè. Còn cái này ổ này là mỡ hành không nè. Ngon không chị? Rất là ngon ha. Không, em ăn được, em ăn 3 miếng rồi đó. Sao không được được? Nó béo quá. Nó béo, nó ngon muốn chết nữa. Sao không được? Em ăn bánh, em còn xin thêm nước cốt dừa nữa. Em nước cốt dừa nữa đó. Dạ. Cho em ổn thôi. Nhiều miếng mỏng gì thôi. Miếng rất là ngon. Tôi ăn nhầm khi 4 miếng nào. Dạ, đúng rồi. Bình thường em mới đó mà em nói. Em quất 3 miếng rồi đó. Chạy đi, chạy đi. Chạy đâu? Quá trời ngon đó cả nhà nha. Đó, mình cứ múc vô và chị cứ múc vô cho nó nóng vậy đó. Châm vô. Rồi đầy lại đi chị, đợi bụi, đầy lại đi. Dạ. Sát vô đúng thôi, xe khỏe bỏ. Dạ không phải, em quay bánh mì thôi à. Bà dẫn đó, bà chạy mà thấy bà mệt. Bánh mì này mình bán khi nào hết mình lấy thêm hả chị hả? Dạ. Cho nó giòn phải không? Đây cả nhà ơi, cái cánh bánh mì của chị Chiều á, và chị bán ở đường Trần Hưng Đạo với Lê Văn Duyệt này, ngay thị xã Tân Châu cả nhà. Đó. Phía trước là một cái công viên, cái bờ sông, chỗ có cái phà để đi qua bên Hồng Ngự đó. Chị đứng đây chị bạn. Đối diện nói chung là nó vòng cái khu vực mà thị xã Tân Châu cả nhà. Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu rồi là phía trước này nè. Chị ngồi đây chị bán vậy. Có dịp về Tân Châu á thì mình ghé thử ăn thử cái bánh mì nước cốt dừa mỡ hành nha cả nhà. Ngon lắm. Một ồ chỉ có 7.000 đồng thôi à. Quá trời rẻ luôn á.
tiền vô luôn rồi. Vô 7 ngàn. Vậy hả?